Xe buýt đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta gần 2 thế kỷ và trở thành một phần không thể thiếu trong vận tải công cộng, đặc biệt trong các thành phố lớn. Trở lại lịch sử, vào những năm 1919 sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, những chiếc xe buýt đầu tiên có mặt tại Việt Nam với nhãn hiệu xe là GM. Thời điểm đầu, vào khoảng năm 1919-1920, 4 chiếc xe buýt hiệu GM của Mỹ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Và nơi 4 chiếc xe này đón trả khách là bến cột đồng hồ gần cầu Long Biên. Những năm sau đó, do số đầu xe tăng nhanh, bến cột đồng hồ trở nên chật chội nên chính quyền thành phố quyết định chuyển bến ra chỗ chuyên bán nứa, cách bến cũ không xa về phía Bắc. Vì thế mới có tên bến nứa. Từ bến nứa cũng có xe đi Hưng Yên, Sơn Tây, tuyến ngắn chạy đến Chèm, khách chủ yếu là người buôn bán và các chức dịch nông thôn đi Hà Nội mua sắm hàng hóa. Những năm đầu 1920, ở gần cửa Nam cũng có một bến, nhưng khu vực này phát triển nhanh chóng với nhiều nhà xây mọc lên. Dân cư ngày càng đông đúc đã cản trở giao thông nội đô nên hội đồng thành phố quyết định chuyển xuống Kim Liên, dẹp bỏ chợ của làng này làm bến. Bến này có xe tuyến dài đi Nam Định, Thái Bình, tuyến ngắn đi Phủ Lý, Thường Tín, Văn Điển và Ngọc Hồi. Phía Tây có bến Kim Mã hình thành cũng vào cuối những năm 1920 chuyên chở khách đi Sơn Tây, Hòa Bình, tuyến ngắn đi Hà Đông và Ba La. Xe buýt thời Pháp chỉ có một cửa lên xuống ở phía sau. Ban đầu có hai hàng ghế gỗ sắt thành xe như ghế tàu điện và tàu hỏa, ở giữa là dành chỗ đi lại. Nhưng sau đó nhận thấy để ghế dọc chở ít khách nên các hãng cải tiến thành ghế ngang để chở được nhiều, trung bình mỗi xe chở khoảng 30 khách. Năm 1930, không cả Bắc Kỳ có gần 5.000 xe các loại, trong đó có 405 xe buýt nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội với khoảng 240 đầu xe, số xe ở Hải Phòng khoảng 120 xe. Xe buýt cạnh tranh quyết liệt với tàu hỏa. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Xin hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.